sự giới thiệu của ông Phạm Minh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường. Một tràng pháo tay được không nào? Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Nguyễn Thí Hằng, công chức văn hóa xã hội phụ trách tổ dân phố. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Phạm Minh Cường, cảnh sát khu vực tổ dân phố số 4. Và đặc biệt là toàn thể sự hiện diện của các cô các chú cậu ông cậu bà tổ dân phố cũng như quý phụ huynh và toàn thể các bạn nhỏ ngày hôm nay. Và bây giờ xin được mời mọi người chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để cùng chúc mừng được không nào? Các bạn nhỏ thân mến, và ngay sau đây trước khi chương trình của chúng ta sẽ được bắt đầu thì ngay sau đây chú cội xin phép được mời lên sân khấu sự hiện diện của bà Bí thư Chi bộ bà Nguyễn Thị Phương sẽ lên phát biểu và đọc thư của Chủ tịch nước có văn thần gửi các cháu thiếu nhi đồng nhân dịp trung thu năm nay. Trân trọng cảm ơn và kính mời bà. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa cùng toàn thể nhân dân và các cháu thiếu niên nhi đồng, hôm nay trong không khí rộn ràng của ngày rằm tháng 8, tổ dân phố số 4 đã tổ chức lễ hội trăng rằm cho các cháu để các cháu vui chơi trong Tết truyền thống của dân tộc Việt Nam. Ngày mai các cháu trở về học tập. Thay mặt tổ dân phố, chúc các cháu có buổi liên hoan vui vẻ, nhận những món quà ấm áp. Các cháu học sinh giỏi có giải, có thành tích học tập cao sẽ nhận được phần thưởng rất mong ngày mai đến trường các cháu thi đua học tập thật tốt để trở thành con ngoan trò giỏi. Nhân dịp trung thu, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi thư tới các cháu thiếu niên nhi đồng. Sau đây là lá thư của Chủ tịch nước, xin đọc toàn văn. Các cháu thiếu niên nhi đồng yêu quý, trong không khí trung thu rộn ràng khắp nửa miền đất nước, tôi thân ái gửi đến các cháu thiếu niên nhi đồng Việt Nam trong và ngoài nước, các cháu người nước ngoài ở Việt Nam những tình cảm thương yêu trìu mến nhất. Trung thu là Tết của thiếu nhi, mỗi dịp trung thu các cháu lại được cùng nhau vui chơi, cùng cha mẹ ông bà quây quần bên mâm cỗ trông trăng, cùng cảm nhận sâu sắc giá trị tinh thần nuôi dưỡng tâm hồn tự nhiên trong sáng của tuổi thơ. Trung thu cũng là Tết của yêu thương và sẻ chia, dịp để người lớn tự nhắc nhở mình phải quan tâm hơn tới trẻ em bằng tình yêu, trách nhiệm và những hành động thật thiết thực, đặc biệt là quan tâm đến các cháu có hoàn cảnh khó khăn, các cháu mồ côi, các cháu ở vùng sâu, vùng xa, ở vùng biên giới, hải đảo, để mọi trẻ em được đón Tết trung thu đầy đủ và trọn vẹn, được học tập và sáng tạo và vui chơi yêu thương của gia đình, cộng đồng. Tôi rất xúc động và tự hào khi thời gian qua các cháu có nhiều tiến bộ, nhiều việc tốt, hiếu thảo với cha mẹ, ông bà, biết giúp đỡ, sẻ chia với những người lỡ kém may mắn hơn mình. Các cháu chăm chỉ, tự giác học tập, học hành và ngày càng giỏi giang hơn. Nhiều cháu đạt thành tích cao, trở thành niềm tự hào của gia đình, quê hương, đất nước. Tôi mong các cháu luôn nuôi dưỡng những ước mơ đẹp, yêu gia đình, lễ phép, biết đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, thi đua làm nghìn việc tốt, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, là cháu ngoan Bác Hồ. Chúc các cháu đón Tết Trung Thu thật vui tươi, an toàn và hạnh phúc. Thân ái, Võ Văn Thưởng. Chúng ta vừa được nghe toàn văn bức thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi các cháu thiếu niên nhi đồng nhân dịp Tết Trung Thu truyền thống. Chương trình liên hoan của chúng ta sẽ được tiếp tục. Và xin cảm ơn. Vâng ạ, xin được cảm ơn Bác Văn Bí thư Chi bộ của Nguyễn Thị Phương đã có buổi lời phát biểu hai tình người trung thu ngày hôm nay, cũng như là đọc thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng dành tặng các bạn trong buổi trung thu. Các bạn thân mến, và ngày hôm nay một lần nữa cho chúng tôi hỏi là các bạn còn nhỏ nào chúng ta muốn nhận quà không nhỉ? Có ai được không? Có ai được không nào? Có bạn nào muốn nhận quà không? Rất tuyệt vời. Và một lát nữa chúng tôi sẽ có những câu đố vui và những trò chơi dành tặng cho các bạn nhỏ trong buổi tối ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu những câu đố vui cũng như những trò chơi ngày hôm nay cùng dành tặng các bạn,
Thì xin được mời các bạn hãy cùng hướng ánh nhìn của mình về phía sân khấu, cùng dành một tràng pháo tay để cùng chào đón sự hiện diện của bạn Châu Anh với một tiết mục nhảy vô cùng tuyệt vời. Xin mời. Trò chơi dành tặng cho các bạn nhỏ cũng như sự hiện diện của đội Lân Sư Rồng sẽ cũng là dành tặng cho bạn nhỏ trong ngày vui Tết Trung Thu hôm nay. Thì ngày hôm nay chúng tôi cũng xin phép được thay lời cho những người làm chương trình, xin phép được vinh danh các bạn học sinh đã có hàng thành tích học tập rất là tốt và đạt giải cao, giải cấp quận cũng như cấp thành phố và cấp quốc gia. Và ngay sau đây chú Cuội sẽ được xin phép được mời lên sân khấu những bạn có tên sau sẽ cùng tiến lên sân khấu để cùng nhận quà tới từ tổ dân phố ngày hôm nay. Cùng chúc cho các bạn sẽ thật nhiều sức khỏe để học hành thật giỏi hơn nữa, để đạt nhiều giải cao được không nào? Các bạn thân mến, và ngay sau đây thì chú Cuội sẽ đọc tên những bạn có thành tích xuất sắc của năm nay. Và bạn nào có tên thì hãy nhanh chân chạy ngay lên sân khấu để cùng nhận quà nhé. Bạn thứ nhất xin được chúc mừng bạn Bùi Phúc Hưng, có địa chỉ tại số 7/184 Hai Bà Trưng. Bạn đạt giải huy chương đồng toán toàn cầu GMAT quốc tế. Có một tràng pháo tay dành cho bạn Phúc Hưng được không nào? Bạn nhỏ thứ hai xin phép được mời bạn sự hiện diện của bạn Trịnh Hải Phong, số nhà 5/46 Mê Linh. Bạn đạt giải thi tàu nhà tốt. We'll be right back.
các bạn làm biết không nhỉ? Cái gì trăng trắng ngoài xanh, trồng lợn trồng hành rồi thả heo vô, thả heo vô là thả lợn vào đấy ạ. Nào các bạn biết nhỉ? Đây một bạn nữ đây đi nào. Cái gì nhỉ? Cái gì mà trăng trắng ngoài xanh? Cái gì nhỉ? Bánh chưng đúng không ạ? Tuyệt vời, giờ thế nào các bạn thấy không nào? Rất tuyệt vời các bạn nhỏ của tổ dân phố chúng tôi, chúng ta rất giỏi. Và ngay sau đây là một câu hỏi nữa nhá. Nào, câu hỏi tiếp theo là giữa lưng trời có vũng nước trong, cá lòng tâm nội không tới, con ong chẳng đạo. Mọi người hãy lắng nghe lại câu hỏi các bạn. Giữa lưng trời có vũng nước trong, cá lòng tâm nội không tới, con ong chẳng đạo. Và xin được hỏi mọi người, đây là quả gì ạ? Quả gì ạ? Quả gì mà giữa lưng trời có vũng nước trong? Bạn nào biết nhỉ? Đây 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 đây. Cho bạn nhỏ không làm đi. Rồi nha. Quả gì nhỉ? Quả dưa à, đúng không ạ? Bố bạn nói đây không nào? Rất tuyệt vời. Bạn biết rồi. Thế bây giờ là một câu đố tiếp theo nhé. À, đây là một câu đố về con dặm đi này. Câu đố như sau. Mình bằng hạt gạo, quả bằng hạt kê, hỏi đi đâu về, trả lời là đi đảo Hạ Mộc. Đây là con gì nhỉ? Đó là câu hỏi đúng nhá. Mình bằng hạt gạo, mỏ bằng hạt kê, hỏi đi đâu về, trả lời là đi đảo Hạ Mộc. Các bạn đã biết con này con gì? Hình như là có một cánh tay ở phía dưới này đúng không ạ? Nào bạn đi áo tí của chúng ta thế này đúng không nào? Đây, chúng ta nhớ lại nhé, bạn tên là gì nhỉ? Tú An à? Tú An đang học lớp mấy rồi? Lớp 3. Bạn Tú An có thể đọc lại câu hỏi của mình không? Câu hỏi của bạn nhé. Có nghĩa là mình bằng hạt gạo, mỏ bằng hạt kê, hỏi đi đâu về, trả lời là đi làm thợ mộc. Đây là con gì? Con mối ạ. À? Con mối đúng không nhỉ? Đúng không bạn ơi? Con mối là con mối là thợ mộc không ạ? Đúng rồi, và mọi người xin các bạn nào đó một tràng tay nhé. Con mối là hình ảnh hoàn toàn chính xác. Rất tuyệt vời, các bạn nhỏ của chúng ta đều rất tuyệt vời. Và một câu hỏi nữa trước khi chúng ta đến với trò chơi ngày hôm nay nhé. Câu hỏi tiếp theo của chúng ta như sau. Câu này cũng về một loại quả. Câu hỏi như sau. Hột trứng vịt đen, ăn vào và xem, vừa bổ vừa mát, hỏi là quả gì? Đây 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 đây, để ý là bạn trai này chưa làm biết nhở? Nào cháu chơi mấy lần rồi, cháu có thể tạo lại câu hỏi không? Nào câu hỏi này của chúng ta là gì nhỉ? Quả thanh long đúng rồi, đúng rồi các bạn. Rồi lại một câu hỏi nữa cho các bạn bên này nhá. Xong rồi chúng ta sẽ cùng vừa chơi nào. À, câu hỏi của chúng ta là cổ cao cao, cẳng cao cao, chân đen cánh trắng, da bảo đồng xanh, cảnh quê thêm đẹp bức tranh, sau này chỉ kiếm hai nhiều người. Đó là con gì này? Các bạn có hợp lấy các bạn này. Thank you.
Xin cảm ơn đội Lân Sư Dòng Hòa Lân được rất nhiều. Chúc các bạn và mang lại một bầu không khí vô cùng tuyệt vời trong ngày với tất chương trình ngày hôm nay. Các nhà thân mến, các bạn ơi,